kìa, anh Tùng, lẽ nào cuộc sống như vậy của anh lại thích hợp hơn ở văn phòng công ty Mỹ Phượng hay sao? Chào bà giám đốc. Ở đây không phải là công ty, mà anh cũng không phải là nhân viên của Phượng đâu. Vậy giữa tôi và cô đâu có gì để nói? Anh Tùng, đã 2 tháng rồi, 2 tháng vất vả để chạy lo từng chén cơm manh áo, anh vẫn không hối hận về quyết định thôi việc của mình sao? Khi quyết định chuyện gì, tôi chắc chắn không có gì hối hận, nhất là quyết định đó làm sao lương tâm mình trong sạch hơn. Bộ tình yêu của em làm cho tâm hồn anh dơ bẩn lắm hay sao mà anh khinh bỉ tình yêu của em đến như vậy? Nếu đó là tình cảm chân thành dành cho tôi thì tôi cũng chỉ biết cảm ơn và từ chối. Còn đằng này, anh Tùng, đã bao năm rồi anh vẫn chưa hiểu được lòng của em sao? Biết là ngày từng ngày trôi qua em khát khao bóng hình của anh, tình em dẫu cho muôn màng nhưng vẫn là chân tình thật. Phải, Tùng ơi, nỗi đam mê bùng cháy trong tim em cũng chính là tình yêu của em dành cho anh đó. Sao anh nỡ vô tâm để cho qua tàn nhuệ hoa, nỡ từ chối tình em cho hờn tôi ngập trong lòng. Thà anh đem thân lội nước ngược dòng cũng không chìa cánh tay cho em nắm lấy để xây đắp thân tình cho rạng rỡ tương lai. Em tự hỏi mình, em có thua kém ai đâu? Tiền bạc quy quyền sắc đẹp đã có trong tay mà không chiếm giữ được trái tim của người sắc đá. Đối với em tình anh là tất cả, đừng ngờ hứng chi anh cho sầu lại thêm sầu. Tình thủy chung mặn mà đừng nên chờ mong chi nữa, chỉ là nỗi đau. Em biết quên sao khi bóng anh đã ghi vào tim,
mà suy xét lại lòng cô, đó không phải là tình yêu đâu, mà nó chỉ là mục tiêu mà cô quyết lòng chiếm giữ. Có lẽ đời cô luôn luôn thành đạt, nên cô không chấp nhận cho mình một sự thất bại dù trong tình yêu. Cô muốn chiếm đoạt tôi cho thỏa lòng hiếu thắng, rồi sẽ bỏ rơi mau tình nồng cháy bây giờ. Có điều chắc chắn rằng cô không hiểu được tình yêu đâu, nó là một sự hy sinh vượt qua khỏi thường tình chiếm hữu. Một kẻ âm mưu sâu tâm hồn đầy ganh tị, thì hồi làm gì thật sự có tình yêu. Anh Tùng, anh không được xuyên tạc tình yêu của em. Không phải xuyên tạc, mà đó là sự thật. Tôi không là mục tiêu của cô, phiêu lưu tình cảm đâu có phượng ngại. Nhưng em tin có ngại em chiếm hữu được anh. Chào anh. Kìa, cô tới đây làm gì nữa? Giữa tôi và cô đâu còn chuyện gì để nói. Coi kìa, anh thù ghét em đến vậy sao? Xin lỗi, tôi không có thói quen thù ghét kẻ qua đường. Vậy thì tại sao? Tại sao không muốn nói chuyện cùng em? Có gì đáng nói giữa hai kẻ không quen biết? Vậy thì em là kẻ qua đường, muốn nhờ anh sửa hộ chiếc xe nè, có được không? Sẵn sàng thôi. Mà xe của cô nó có hư hại gì mà sửa? Không có hư gì à. Vậy thì cô, rồi bây giờ thì có rồi đó, anh sửa xe lại cho em đi. Sao cô làm gì kỳ vậy? À, hay là anh cũng không muốn sửa xe? Như vậy thì lạ quá à. Đã xem nhau như kia là hoa đường, không biết cũng không quen, sao còn thái độ thù ghét yêu thương, như đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Nè, hay là anh để lòng lo ngại, sửa xe rồi em sẽ bỏ chạy. Vì không có tiền để trả cho anh, nên anh mới ngập ngừng. Thật ra cô có ý gì mà cứ bám theo tôi hoài như thế? Chúng ta không thân cũng không thù, đừng để tôi nặng lời không tốt. Tôi giả là kẻ không quen biết, sẽ hư dọc đường nhờ anh sửa giùm tôi, chứ có gì mà ngại lo. Nếu vậy thì tôi sửa giùm cho. Cô Phượng à, tôi xin cô hãy tự trọng lấy bản thân của mình. Cô đừng nên làm những trò lố bịch tại đây. Anh Tùng, một bà giám đốc giàu sang bước đến vỉa hè gian xin tình yêu của một chàng giá xe nghèo mạt, thì thử hỏi đó là gì nếu không phải là tình yêu bao ngày ôm trong lòng. Người ta nỡ đành tâm để sầu cố cho riêng mình. Vì sao anh mãi hững hờ với em? Khi trái em từ lâu đã trao về anh. Sẵn dài từ đầu cho đẹp môi
sự ích kỷ nhỏ nhen, rồi đặt tên cho nó là tình yêu say đắm. Cô tự dẫm chân vào tận cùng hố thầm, rồi tự lừa dối bản thân bằng giấc mong ân tình. Trong niềm cô đơn tuyệt vọng riêng mình, cô đẩy tôi vào con đường cùng cực để thỏa mãn cái mà cô gọi là tình ai hay sao. Chẳng qua tôi là món quà đốt để ở trên cao, nên cô quyết tâm chiếm giữ riêng mình. Dành mắt lưỡi tình để quyến rũ người ta, chỉ nhận lấy xót xa và bao niềm cay đắng. Lời tùng phấn hoa nghe xót xa lòng này tim đau, chốn yêu ai tình yêu bé bàng, giờ dần tim đắng cay ê chề. Bởi tim tôi đã trọn đời trao về vợ con, chớ mong sang giàu để lòng đổi thay. Tình yêu tuyệt vọng nên đã tự mài danh dự mình gian sinh một chút tình thương, nhưng là con người thì sự chịu đựng có giới hạn. Anh đừng nhân tâm mà dằm bờ lên tất cả những lời nói kiêu căng đạo đức, ánh mắt lạnh lùng miệt thị của anh nên làm cho tình yêu phải cúi đầu gục chết. Anh nói đúng, giờ đây trong tôi chỉ còn là thù hận mà thôi, thì anh hãy chờ xem người đàn bà nữa. Cuộc đời anh